đang rất vui mừng được quay lại với khán giả cùng với các thám tử vui nhộn. Đầu tiên chỉ là thám tử Cát Tường xinh đẹp. Dạ, Cát Tường xinh đẹp. Và kế bên là thám tử Khiêm. Hôm nay là thám tử lắm lời nhiều chuyện, thám tử Hoàng rất vớ. Và thám tử kế bên là thám tử Bazo. Và hôm nay chúng ta sẽ có một thám tử mới xuất hiện ở du lịch kỳ thú lần đầu tiên, đó là diễn viên Gia Linh. Giới thiệu đi em. Em xin chào tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người, mình là Gia Linh, năm nay 21 tuổi, hiện là diễn viên ạ. Còn độc thân hay là đã có một? Có con chưa? Đi đó rồi. Hỏi câu đó đặng biết đuổi qua đây đó cưng. Thôi bỏ đi vấn đề. Ngồi đây là hai người đàn ông đã có con, có gia đình rồi đó. Trả lời đi, còn khó dữ lắm mà. Còn độc thân, Rồi đi qua bên kia. Ủa sao vậy? Thường là thông lệ ở du lịch kỳ thú và bất kỳ mà thám tử nào mà khi du nhập vào vô cái đội này, cái hội này á, là phải liệt kê là ưu điểm, khuyết điểm. Dạ. Bạn chào sớm nữa. Sở đoán của em là cái gì? Nói chung ưu điểm của em là ăn rất là nhiều mặc dù nhỏ. Còn khuyết điểm của em là ăn không bao giờ trả tiền. Ủa em, cái ưu điểm, khuyết điểm của em nó không có giúp ích gì cho cái du lịch kỳ thú hết trơn. Nó giống nhau vậy em. Ưu điểm của em là em có thể giặt, mặc dù em nhỏ nhưng mà em có thể đi chơi được rất nhiều nơi và em có sức khỏe để mà đi được rất nhiều nơi á. Dạ Linh ơi, rồi những cái dự án mà sắp tới của em là cái gì, em có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ gần đây nhất là ngày mai. Mai hả? Ngày mai là ngày 13 tháng 4 sẽ có một bộ phim điện ảnh do em tham gia vai thứ 9 cùng với hai bạn nữa. Là phim Hạ Quyết Tình Đầu. Vai chính là ai? Vai chính anh hỏi ba em thôi. Không, vai chính là ai? Vai chính là Quỳnh Hương. Có đẹp hơn em không? Đẹp hơn, cao hơn, nhưng mà chắc chắn là sẽ không lùn bằng em. Ủa, Quỳnh Hương là bạn gái của Sơn Tùng phải không? Bây giờ quay lại nè em nè. Phim Hạ Quyết Tình Đầu, còn ngoài sự góp mặt của Gia Linh còn phải nói đến sự góp mặt của chị cả Cát Tường. Tự nhiên che mặt vậy chị? Có gì đâu che, chị đóng một cái vai trò rất lớn trong bộ phim. Mai chị sẽ chơi bộ phim cứu. Mọi người hãy ra rạp để xem bộ phim Hạ Quyết Tình Đầu để thấy Cát Tường cứu. Chị Cát Tường, mà chị Cát Tường còn có sự tham gia của anh Kiều Minh Tuấn và một thành viên nữa mà không thể nào không kể đó là anh Hoàng Đắc Vân. Nhưng mà có một điều anh thắc mắc là sao trên poster không có tên anh? Tại vì cái tên tuổi đó, cái tên tuổi nó không đủ lớn như chị Cát Tường. Đó mọi người ơi, thì sẽ hy vọng là ngày mai mọi người sẽ ra rạp ủng hộ bộ phim Hạ Quyết Tình Đầu nha. Cũng rất nhiều anh chị em ở đây tham gia diễn xuất. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chủ đề đầu tiên, đó là chủ đề mà Sĩ Thanh cùng Tri Up đã đi sang Nhật để tìm hiểu về thành Nagoya. Xin mời Tri Up. Ủa đi Nhật hả? Nhớ Nhật Bản quá đi. Trời ơi, chứ đừng nói Nhật thế nào luôn á. Nhật đẹp lắm em ơi. Đây là một nơi mà em khi mà em trở về Việt Nam thì em sẽ rất là nhớ, và em nghĩ chị Sĩ Thanh cũng sẽ rất là nhớ. Tại vì nó bất ngờ và nó gây ra sự vui thú cho mình ngay từ khi mình vừa bước chân vào. Bây giờ mọi người sẽ cùng xem clip nha. Xin chào mọi người, xin chào các thám tử ở nhà. Ngày hôm nay hai chị em chúng tôi tìm hiểu về thành cổ Nagoya. Yeah. Như mọi người biết thì hồi xưa ở đây là một làng chài, cho nên lát nữa chúng ta sẽ thấy được biểu tượng con cá rất là to. Như Thanh biết được thì hai con cá biểu tượng của sự may mắn cá kình đó thì nặng tới mấy tấn lận, nhưng mà ở ngoài được giác vàng 18 carat. Đó, nhưng mà vàng nó nặng tới 44 kg luôn á. Mỗi con. Con đúng rồi, hai con rất là to, rất là đẹp. Cho nên mà bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu về thành Nagoya và những điều hết sức là đặc biệt của thành cổ Nagoya. Let's go. Thành cổ Nagoya là một trong những địa điểm tham quan rất là nổi tiếng của Nagoya, thu hút rất là nhiều khách du lịch vào mùa xuân nè và mùa thu. Tại vì mùa xuân thì có rất là nhiều hoa anh đào dọc hai bên, và mùa thu thì mọi người thấy lá đỏ rất là nhiều, tạo nên một cảnh quan rất rất là nên thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của Nagoya nè, cũng như là gặp gỡ một tướng quân rất là đẹp trai. Nagoya Motorsiri Sotai. はい。はい。ありがとうございます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 。ありがと
구해준구나.
chính xác. Nhìn thấy không? Thẹp bên ra nào. Chính xác. Yeah, yeah. これはな、空想上の生き物でござっての火災から守る魔除けとしてこの日本の城の建築物の一番上に置かれるものなんだ。あのシャチはな、やたらそこお主入らんで。あのシャチはな、シャチはな、火災火から守る魔除けでござる。Mày ok. Wow, vừa mới được tới mà được hai anh tướng quân chào hỏi rất là hoành tráng. Anh có phải là một samurai chính hiệu không anh? Sao? Vare wa umareta toki kara samurai de aru. Anh đã luyện tập bao nhiêu lâu để trở thành một samurai ạ? Seisha tachi wa 400 năm mai kara yomigaetta mono no fushu dan, bushi ni gozaimasu. 400 năm mai ni ikita bushi ga mata ima no gensei ni ima yomigaetta ということにございます。読み替えてる。おお、さよさよ、鉄。鉄。ああ、これに着替える時間じゃな。およそ5分ばかしじゃな。5分で着替えれる。几分步だよ。あら、sao mà anh cũng phải quỳ cực quá vậy? Thế là anh làm đóng vai trò gì ạ? 拙者は足軽にございます。武将様に仕えておる足軽にございまするゆえ。À, mọi người ơi, thật ra là hai anh đây chỉ là đóng vai trò tướng quân và binh lính. Anh này là tướng quân của thành Nagoya và anh này là đóng vai binh lính. Sự thể hiện phân biệt cấp độ cũng là như vậy. Chứ thực sự là hai anh không phải là samurai chính hiệu. Bây giờ thì anh ơi, anh có thể cho tôi em biết về lịch sử của thành Nagoya được không ạ? Ừ, nhồi dô. Nagoya 城 というものはな、400年前にここに築城されたものでござる。400年間の歴史がござって、残っている建物は重要文化財という国の宝に指定されておる。だから thành Nagoya đã tồn tại được 400 năm rồi và trải qua rất là nhiều trận chinh chiến nhưng mà vẫn còn thành Nagoya đến bây giờ. うん、さあこれを見てみよう。これはここのお殿様一番偉い者が住んでおった屋敷家である。家なんだけどこれを復元。いたしているわけなんじゃが、150億円かかってる。Anh ơi, em thấy là bình thường các samurai đều mang theo mình một cái kiếm katana. Thế sao anh lại dùng cái vũ khí này anh? Oh, いい質問だ。普段は槍が、槍の方が多い。ウッド、スピアじゃな。スピアの方が多いんで。刀は相手の首を打ち取る時だけに使う。Thank you. Come on. Anh ơi, chị ơi, hai anh này dễ thương quá. Dễ thương. Bây giờ ở ngoài thành rồi, bây giờ mình sẽ vào trong thành để quan sát nha, tham quan. Chào bác. So you look so young and strong. Thank you. How long have you been doing this? 10 years. 10年です。まだ10年くらいはやりたいと思います。それでは中へ入りましょう。どうぞ。行きましょう。トガイ。この天守閣は400年前に建てられました。そして70年前に戦争で焼けました。そして60年前に再建されました。名古屋の城下町を再現したところです。Nhưng mấy cái đồ ở đây thì là đã có từ thời đó đến nay. Hay, so desu. Tất cả các khung cảnh ở đây đều là đồ cổ hết. Tức là những cái phòng như vậy là đã có từ thời, từ 300 năm về trước. Là người ta vẫn giữ nguyên được tới bây giờ luôn. Sinsun de ii desu ka? Chứ là trong thành người ta sinh sống gì đó. Kore wa sumi. Nhưng mà thành phố như thế nào? Nhiên liệu. Mukashi no hito ga nhiên liệu ni shita. Sumi.で300年前ほとんどの人が
本を読めました。しかし本はとても高かった。印刷機がなかったからです。機械の印刷がなかったので、こういう貸本屋がとても流行りました。 Ở đây rất là thú vị là cứ 6 phút người ta tái hiện giống như một ngày buổi sáng, thì sáng rất sáng, và bây giờ là buổi đêm cũng như hồi xưa là nó có khung cảnh nó sẽ là như thế này. ちょっとあの音を聞いてください。Ở trong đó người ta set up mấy nửa tiếng là ba ngày nửa tiếng là hát tiếng chim hót à? Đó, gà gáy. Bây giờ chuẩn bị sáng rồi, mọi người sẽ nghe được âm thanh gà gáy, gà chim hót và những cái tiếng lục cục của những người người ta chuẩn bị thức dậy. À, vào đây mình có cảm giác như là mình đang sống về lại về như thời xưa. À, cái này là Sĩ Thanh biết nè. Cái này là kiệu của những người có quan chức, có quyền, có tiền. Hồi xưa người ta đi kiệu, đúng không ạ? À, con cảm ơn ông rất nhiều. Hôm nay là dắt tụi con đi tham quan cũng như hướng dẫn tụi con rất là nhiều, biết nhiều lịch sử hồi xưa của thành Nagoya. Con cảm ơn ông cũng như con chúc ông sức khỏe thật là nhiều, có thể làm thiệt lâu tại đây. こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。わ、じゃあ、Liệu Anh Hoàng với cả anh Bazo mà đóng vai ninja, Liệu Anh có đóng được? Đương nhiên, anh là ninja là thầy nè, anh sẽ là cái thằng. Anh là ông thầy ninja này. Không, là cái thằng xin bé á. Ta mang là mấy con này. Ủa đâu có, em nãy giờ em chưa ăn cái gì luôn. Em là con cá sấu với Thành á. Thành á, người ta sẽ xây xung quanh là những cái bờ đê đó, bờ mương không, nuôi cá sấu dưới đó để quần địch không tấn công được. Nhờ cái chuyến đi này mình mới thấy rõ hơn được là những cái gì mình xem trong truyện tranh nó được. Đúng rồi, y chang như vậy. Đẹp quá. Dễ y chang ở trong truyện tranh. Anh tôi nè, đã từng đi đến đó, nãy giờ tôi ngồi tôi im re tôi không nói gì. Kiểu mình đã là người từng trải á. Ở chỗ đó nó sẽ có những cái chương trình mình, nếu mình có thời gian đi theo tour du lịch mình sẽ được đến đó ngồi, giống như là hình như là có mua vé thì phải, rồi mình ngồi mình sẽ xem họ tái hiện lại cái cảnh hồi xưa, ví dụ lúc mà quân lính mình bị mà tấn công thành thì như thế nào. Đúng. Rồi những cái anh ninja này bắt đầu ảnh mới đánh nhau để mà trời quýnh nhau nhạc đồ lên á, đánh múa kiếm rồi véo 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 đánh rồi đùm la cuối cùng chém rồi. Hay quá vậy. Là mình coi một cái hoạt cảnh nó khoảng tầm 30 phút. Chém rồi có máu không chị? Có máu giả cơ. À vẫn có đấy, lại vẫn hỏi vấn đề đó. Tại sao em không quan tâm với vấn đề là ví dụ người ta nhục quá người ta sẽ lấy kiếm rồi tự sẽ mọi người người ta mới vào. Samurai một tinh thần rất là đẹp đó. Bên ngoài thành cổ thì người ta sẽ là có rất là nhiều hoa đào. Mùa xuân hoa đào rồi. Đúng rồi. Sĩ Thanh có ngồi thử vô trong kiệu chưa? Đây nè. Chưa. Đây là đây, cái bờ kênh này cá sấu nè. Còn Gia Linh đang ở đây nè. Đó Gia Linh nè. Đó nguyên một bờ toàn hoa đào em không? Em hỏi anh Hàng. Ừ. Em hỏi được không? Hỏi đi. Em hỏi cái người ta đi á chứ. Em hỏi em là thành phố tâm này. Hàng là lắng nghe em hỏi. Ok, hỏi đi. Rồi, em hỏi là ở trong đó người ta có bán gì ăn không? Đâu. Anh hiểu cái ưu điểm và nhược điểm của em ơi. Cái chỗ là nơi ta tham quan chứ không phải là cái nơi mà hội chợ lại vô chỗ bán vô hết cái chỗ của người ta. Bán đồ ăn là ở thành ngoại phải không? Đúng rồi. Không, vô đó ai cho sao bán? Nghĩ là mình người ta sẽ bán thêm nếu em sẽ cho em đứng bán cái gì riêng ngoài đó hả? Số thân em từ hội chợ mà ra đúng không? Em ra lô tô ở đâu vậy? Nếu vậy thì mình sẽ đi, nếu như mình để tham quan cái nơi cái thành Nagoya này thì mình đi vào thời điểm nào? Cái thời điểm mùa xuân ở khắp nước Nhật luôn, không phải riêng thành Nagoya. Từ tháng 3, tháng 5 là mùa hoa đào nở rất là đẹp nhất luôn. Là cái mùa mà tôi du lịch đắt nhất và cũng là mắc nhất. Thời tiết nó cũng mát mẻ lắm. Mát mẻ lạnh. Rồi rồi rồi, cho đi về. Chào tay nè, chúng ta sẽ qua cái nhiệm vụ tiếp theo. Nói chung là mình đi Nhật nhiều lần nhưng mà mình vẫn không bao giờ chán. Nếu có cơ hội đi nữa mình vẫn sẽ tiếp tục đi. Hãy nghe tiếng lòng của em. Ở chị Bazo đi dập xe bơi, sếp nè, em nè, quay nó bơi và Bazo nữa nha, cho tụi em đi Nhật. Em nữa anh hả? Có coi chưa? Đừng dùng cá sấu và heo đi. Cơ hội. Được rồi.